ูช่วงไหนน้องใกล้ไหมมากระเฟียดเขาเป่ามาตีดิเป่ามาตีดิtao làm vỡ nó rồi. Hello, xin chào các bạn. Theo như các bạn đã yêu cầu thì hôm nay mình sẽ làm một cái video make up. Nhưng để nó đặc sắc hơn thì mình sẽ làm video make up ở một quán mỹ phẩm tên là Oliver Young. Oliver Young ở Hàn Quốc thì nó cũng giống như là Sephora ở Mỹ. Ở đấy người ta cũng có các sản phẩm dùng thử cho khách hàng dùng. Và hôm nay mình sẽ dùng các sản phẩm dùng thử đấy là một make up look đi học thường ngày của mình. Nếu như các bạn tò mò thì tiếp tục theo dõi nhé. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trong Oliver Young. Mình sẽ cố làm nhanh hết sức để không bị đuổi. Đứa chắc ăn thì mình kiếm một cái gì đấy 1.000 cầm sẵn, không nó đuổi mất. Trước đây là mình sẽ dùng xịt khoáng. Mình sẽ dùng xịt khoáng của cái hãng này. Cushion đi, mình dùng cushion đi. Cushion mà mình chọn dùng là cushion của Clio, cái dòng Q Cover ấy. Mình dùng màu số 4. Người ta dùng gần hết cái này rồi. Xong, cushion xong thì mình chuyển sang bước dùng concealer. Để dùng concealer của Maybelline nhé. Mình sẽ dùng loại này nhé. Mình dùng màu này đi. Mặt hôm nay rất là nhiều khuyết điểm. Gương này bé quá. Chạy một vòng ở đây cuối cùng tìm được phần set. Bây giờ mình dùng phần set của hãng Wake Make. Đúng nhỉ? Số 1. Mình xét ở phần dưới mắt nhé. Những phần nào bạn cho xe khuyết điểm lên thì mình xét phần đấy nhé. Tiếp theo là phần má hồng. Mình đang nghĩ xem mình có nên dùng thử cái này không. Một cái bẩn ở phía trong. Các bạn mở cái phần này ra thì sẽ có cushion của nó. An toàn không nhỉ? Không thấy gì hết. Sau đây hỏng mất rồi, nó đây mày. Nó không tán ra được. Bỏ qua. Đây, người ta set up như thế này, lúc mà mình dùng, mình mở cái này ra có màu má ở phía dưới. Màu nó xinh hơn nhỉ? Màu này đi. Mình đem sẵn là trội đi. Đây. Tao làm vỡ nó rồi. Lúc đánh phần má ấy, mình thích đánh nó ở gần dưới bầu mắt một tí. Rồi tán nó ra phía sau. Mẹ, mình sẽ kiếm cái bảng mắt. Màu nào hơn mình ạ? Mình sẽ dùng màu nhũ của bảng số 2 và dùng màu matte số 3 của bảng số 3 nhé. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà người Hàn hay đánh màu mắt nhé. Mình dùng cái màu nhũ số 2 này. Không đến nỗi. Thấy không? Thấy nó lấp lánh không? Có. Mình dùng cái màu số 3 này này. Tán lên bầu mắt tiếp. Mình đè lên cái màu lấp lánh lúc nãy. Đừng quên đánh dưới bầu mắt nhé.
Tiếp theo là mình sẽ kẻ mắt. Mình dùng chỉ kẻ mắt của Clio nhá. Này, màu số 2. Thường thường ý, khi đi học ý, tốt nhất là mình nên dùng cái màu nâu thay vì màu đen để kẻ mắt vì trông nó sẽ tự nhiên hơn. Đấy, chỉ cần kể thế thôi. Tiếp theo là đến mascara. Nhưng mình không khuyên các bạn dùng mascara ở mấy cái chỗ bán mỹ phẩm như thế này, vì bệnh về mắt thì nó dễ bị lây. Cho nên là mình đã mang sẵn mascara của mình đi và mình dùng mascara của Maybelline nhé. Let's go. Cần cuối cùng chính là son. Hiện tại là mình đã bôi trước một lớp son tint trên môi rồi, cho nên mình sẽ lau cái lớp này đi. Mấy cái chỗ như thế này thì người ta sẽ có bông tẩy trang và nước tẩy trang sẵn cho mình. Bây giờ mình sẽ dùng son hãng nào nhỉ? Bản ra mình là tông trầm. Mình tìm được cái son của hãng Wake Make. Đây là màu số 6. Màu này là cái màu nó đỡ sáng nhất trong tất cả các son mình tìm được. Cho như thế nào? Son này màu nó cũng không đến nỗi nhưng mà nó hơi khô. Bình thường thì mình sẽ bôi thêm một lớp son tint ở phía trên nữa để cho cái màu nó không trôi trong cả ngày lại. Để cho cái màu nó đỡ trôi. Để cho cái gì ạ? Để cho cái màu nó đỡ trôi. Để cho cái lớp son nó bền màu hơn. Để cho lớp son nó bền màu hơn. Đây đây, mình sẽ dùng son tint của hãng này. Đây là màu 01. Mình sẽ chỉ chấm ở trong lòng thôi. Gương bẩn à? Lòng. Xanh hơn chưa? Đây là bí quyết để làm môi căng mọng giống như kiểu là mấy chị ở bên Hàn. Bước cuối cùng là một lớp xịt khóa trang điểm để lớp trang điểm này nó không trôi. Em mình dùng loại này rồi. Dùng loại nào nhỉ? Mình vừa tìm được một cái gọi là Long Lasting Mist Spray. Dùng cái này cũng được, dùng cái này cũng được. Ôi mày quá. Thank you. Và thế là mình đã hoàn thành xong các bước trang điểm đi học thường ngày của mình, sử dụng các đồ dùng thử ở quán mỹ phẩm Oliver Young. Rất may mắn là chúng mình đã không bị đuổi. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh cho mình nhé. Mọi thông tin về mình thì sẽ có ở dưới phần description. Đừng ngại mà hãy để bất cứ comment gì ở phía dưới. Nếu như các bạn muốn mình làm full face make up sử dụng một hãng nào đấy thì các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình nhé. Tao buồn cười quá. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.